Xin chào, mình tên là Tuyết Như và hiện tại thì mình đang có mặt tại DK Beauty. Và DK Beauty là một thiên đường chăm sóc sắc đẹp và được sự tin tưởng cũng như là lựa chọn của rất là nhiều người nổi tiếng. Hôm nay thì mọi người hãy cùng Như khám phá xem những cái điểm đặc biệt nào ở DK mà làm cho nhiều người có thể yêu thích và tin tưởng đến như vậy nha. DK là một không gian vô cùng tinh tế, gần gũi, mùi thơm nhẹ rất dễ chịu. Có rất nhiều khu vực để khách hàng có thể check-in sống ảo nè. Chưa được làm dịch vụ nhưng cứ phải làm mấy cửa check-in cái đã. Như được chị Cún trực tiếp tư vấn và đi dạy cho luôn. Không chỉ Như mà 100% các ca lông mày đều do chị Cún trực tiếp tư vấn dán và đi dạy nha mọi người. Đây là điểm rất khác biệt giữa DK và các cơ sở khác. Đoạn này là chị đang định hình khung dán trước và sau đó sẽ đi dạy sau cho Như. Sau khi tẩy trang môi, các bạn tư vấn sẽ kiểm tra nền môi một cách chính xác nhất. Ôi, đôi môi này là do đánh son nhiều quá mà. Đây là lúc khi Như phun môi. Vì tính chất công việc nên Như chỉ lựa chọn màu tự nhiên nhất thôi. Ai cũng nói đi phun xăm đau lắm, ăn kiêng khổ lắm. Nhưng tại DK thì hoàn toàn không có điều đó. Công nghệ hiện đại nhất hiện nay rồi. Đây là kết quả mày môi sau khi bông đây nhé cả nhà. Rất chi là ưng luôn. Thay đổi layout makeup cũng không hề bị ảnh hưởng. Môi đánh son lên rất là chuẩn màu luôn. Đẹp tự nhiên, tôi chọn DK Beauty.